Tiếp theo là phần báo cáo 8 tinh hoa của Đạo Phật. Xin mời Thiền gia Anh Tuấn, Phó Viện Chủ, bước lên trước micro trình bày phần này. Xin mời Thiền gia. Kính thưa quý vị, Đạo Phật có tinh hoa, nhưng tinh hoa này suốt thời gian dài không chùa nào trình bày ra. Từ năm 2006, Chùa Thiền Tông Tân Diệu bắt đầu trình bày tinh hoa này của Đạo Phật. Đến năm 2017, tinh hoa Đạo Phật này được ba cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, xã Tân Mỹ, hai cấp giáo hội Phật giáo tỉnh Long An và liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cho công bố tinh hoa của Đạo Phật ra dưới dạng quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, cũng đồng nghĩa tinh hoa Đạo Phật được trổ ra tại đất rồng của nước rồng. Đức Phật dạy, Đạo Phật có 8 tinh hoa gồm: 1. Đạo Phật chỉ có 6 pháp môn tu, không phải có 84.000 pháp môn tu. 2. Đạo Phật có 12 con đường luân hồi và 1 con đường trở về Phật giới. 3. Trái đất là nơi ngũ thú tạp cư và một loài thực vật. 4. Nguyên do gì có nhân quả và luân hồi. 5. Hình thành trái đất này như thế nào và tuổi họ là bao lâu, ai làm cho nó tan rã. 6. Hình thành thân và tánh người. 7. Đạo Phật lập ra và để làm gì. 8. Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông. Kính thưa quý vị, 8 phần tinh hoa của Đạo Phật như nói trên, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi trên 10 năm nay đã viết ra thành 11 quyển sách và đã trả lời trên 6.000 câu hỏi của độc giả thắc mắc hỏi, nhưng không có một câu hỏi nào độc giả phản đối. Tinh hoa Đạo Phật được phổ biến trên mạng thiền tông.com được hai hội: 1. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, 2. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Hai hội này biết được có đề cử chuyên viên đến chùa Thiền Tông Tân Diệu tìm hiểu, thấy đúng sự thật, nên Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam kết nạp chùa Thiền Tông Tân Diệu làm thành viên kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2019. Còn hội Di sản Văn hóa Việt Nam có tặng cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có 4 phần. 1 là kỷ niệm chương, 2 là bằng khen, 3 là mặt trống đồng, 4 là tấm kiến kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội Di sản Văn hóa Việt Nam 2004 đến 2019. 4 phần nêu trên là danh dự rất lớn đối với chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi. Vì vậy, hôm nay chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mới tổ chức trưng bày ra các phần nói trên. Trước là để cảm ơn chính quyền ba cấp của tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, xã Tân Mỹ, cũng như hai cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Long An và liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ. Vì nhờ các cơ quan nêu trên đã giúp đỡ cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi công bố các phần tinh hoa của Đạo Phật dạy ra sau 2561 năm để cho dân tộc Việt Nam và thế giới biết. Kính thưa quý vị, trong Đạo Phật Thiền Tông có rất nhiều tinh hoa. Nhân dịp này, Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin báo cáo ngắn gọn 8 phần tinh hoa điển hình của Đạo Phật như sau. Tinh hoa 1. Đạo Phật có 6 pháp môn tu gồm: pháp môn thứ nhất, pháp môn tiểu thừa, cũng gọi là Nam Truyền hay Nguyên Thủy, có tất cả là 37 pháp quán, thành tựu cao nhất là thành Thánh A-La-Hán, cũng gọi là Thánh Bất Động. Pháp môn thứ hai là pháp môn trung thừa, cũng gọi là Triết Lý Phật Thích Ca, thành tựu cao nhất là thành Giảng Sư Đạo Phật. Pháp môn thứ ba là pháp môn đại thừa, cũng gọi là Phát Triển, thành tựu cao nhất là thành Kỹ Sư Nhà Phật. Pháp môn thứ tư là pháp môn Tịnh Độ Tông, cũng gọi là Niệm Phật, thành tựu cao nhất là vãng sanh đến nước Cực Lạc, hưởng sung sướng tột cùng. Pháp môn thứ năm là pháp môn Mật Chú Tông, cũng gọi là Niệm Chú, thành tựu cao nhất khi còn sống làm thần y trị bệnh, sau khi chết được làm thần. Pháp môn thứ sáu là pháp môn Thiền Tông, cũng gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, pháp môn cao nhất là trở về Phật giới, là thành Phật. Kính thưa quý vị, 6 pháp môn nêu trên có công thức tu thật rõ ràng, có cách thờ phượng thật rõ rệt,
vị nào tu theo đạo Phật, muốn tu theo pháp môn nào cho đúng thì xin liên hệ ban tổ chức để nhận sách. Phần tinh hoa thứ hai, đạo Phật có 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới, gồm con đường thứ nhất, luân hồi vãng sanh lên cõi trời vô sắc để hưởng nghiệp phước dương thanh tịnh. Con đường thứ hai, luân hồi vãng sanh lên cõi trời hữu sắc để hưởng nghiệp phước dương vui tươi, lung linh, rực rỡ. Con đường thứ ba, luân hồi vãng sanh đến nước cực lạc để hưởng nghiệp phước dương vui tươi, thanh tịnh. Con đường thứ tư, luân hồi vãng sanh lên cõi trời tứ thiên vương để hưởng nghiệp phước dương, điều hành tam giới. Con đường thứ năm, luân hồi vãng sanh lên cõi trời dục giới để hưởng nghiệp phước dương mạnh mẽ. Con đường thứ sáu, vãng sanh lên cõi trời Ngọc Hoàng để hưởng nghiệp phước dương trong lễ nghi, nghiêm trang và chuẩn mực. Con đường thứ bảy, luân hồi ở nơi trái đất này làm thần để kiểm soát nhân quả và thực thi nhân quả của con người. Con đường số 8, luân hồi ở trái đất này làm loài người. Con đường số 9, luân hồi ở trái đất này làm loài ngạ quỷ. Con đường số 10, luân hồi ở trái đất này làm loài súc sanh. Con đường số 11, luân hồi ở trái đất này làm loài thực vật. Con đường số 12, luân hồi ở trái đất này làm loài địa ngục. Con đường số 13, luân hồi ra ngoài trái đất này trở về Phật giới. Phần thứ 13 này là tinh hoa thứ hai của đạo Phật. Phần tinh hoa 3, địa ngục, địa cầu là nơi ngũ thú tập cư và thực vật lờm. Một là loài thần, hai là loài người, ba là loài ngạ quỷ, bốn là loài súc sanh, năm là loài địa ngục và loài thực vật. Nhiệm vụ của mỗi loài, loài thần gồm có bốn đẳng cấp, gồm thần chủ thế giới, thứ hai là thần chủ của mỗi quốc gia, thứ ba là thần chủ dùng của mỗi quốc gia, thứ tư là thần thừa hành của mỗi quốc gia. Một, nhiệm vụ của thần chủ thế giới có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là cho tánh Phật vào Phật giới, từ Phật giới vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Thứ hai, khi loài người bước vào thời kỳ đầu đồng và phát minh ra chữ viết. Thứ ba, lập ra đạo thần để hù dọa người nào có tánh tham lam quá mức. Hai, nhiệm vụ của thần chủ mỗi quốc gia có hai nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp nhận đạo của thần chủ thế giới đem vào quốc gia mình để ai thích tu họ tu. Thứ hai, nhận các lệnh khác từ thần chủ thế giới. Ba, nhiệm vụ của thần chủ dùng của quốc gia có hai nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, nhận các lệnh từ thần chủ quốc gia. Thứ hai, phân công việc cho thần thừa hành. 4. Nhiệm vụ của thần thừa hành của mỗi quốc gia gồm có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất, làm theo sự phân công của thần chủ dùng của mỗi quốc gia. Thứ hai, quản lý tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức hay tạo nghiệp. Thứ ba, thực thi nhân quả do tánh Phật mượn thân và tánh người tạo ra. Còn nhiệm vụ của loài người, loài người thì có 4 đẳng cấp gồm: thứ nhất, người chủ của mỗi quốc gia. Thứ hai, người chủ vùng của mỗi quốc gia. Thứ ba, người chủ dùng địa phương. Thứ tư, người thừa hành của mỗi địa phương. Người chủ của mỗi quốc gia thì có 2 nhiệm vụ như sau. Một là quản lý quốc gia mình. Hai là triệu tập đại diện nhân dân viết ra hiến pháp, các bộ luật và luật pháp để cho nhân dân sống đúng với hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia. Hai, người chủ dùng của mỗi quốc gia thì có 2 nhiệm vụ. Một, nhận lệnh người chủ quốc gia. Hai, truyền đạt những gì mà người chủ quốc gia chỉ thị xuống địa phương. Thứ ba, người chủ địa phương thì có 2 nhiệm vụ. Một, tiếp nhận lệnh người chủ dùng truyền xuống địa phương. Hai, kiểm soát người thừa hành thực hiện người lệnh người trên chỉ thị. 4. Là người thừa hành thì có 3 nhiệm vụ như sau. 1. Làm theo sự phân công của người trưởng địa phương. 2. Quản lý và kiểm soát nhân dân địa phương của mình. 3.
thực thi luật pháp của quốc gia nếu nhân dân nào vi phạm. Sau đây là nhiệm vụ của loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ có 4 đẳng cấp gồm: 1. Ngạ quỷ chúa thế giới. 2. Ngạ quỷ chúa của mỗi quốc gia. 3. Ngạ quỷ chúa dùng của mỗi quốc gia. 4. Ngạ quỷ thừa hành của mỗi quốc gia. Phần thứ nhất, ngạ quỷ chúa thế giới. Đức Phật gọi là Thánh Chúa Thế Giới có 6 nhiệm vụ như sau: 1. Lập ra đạo lớn phía đông trái đất. 2. Lập ra đạo lớn phía tây trái đất. 3. Lập ra đạo lớn phía nam trái đất. 4. Lập ra đạo lớn phía bắc trái đất. 5. Chấp thuận cho tánh Phật từ Phật giới vào loài người mượn thân và tánh người tạo công đức. 6. Ra lệnh Thánh Chúa của mỗi quốc gia phải làm theo mệnh lệnh của mình. 2. Thánh Chúa của mỗi quốc gia thì có 3 nhiệm vụ như sau: 1. Tiếp nhận các đạo của Thánh Chúa Thế Giới đem vào quốc gia mình, ai tin thì họ tu. 2. Thực hiện theo lệnh của Thánh Chúa Thế Giới. 3. Chỉ thị cho Thánh Chúa dùng của quốc gia hành theo lệnh của mình. 3. Nhiệm vụ của Thánh Chúa dùng của mỗi quốc gia thì có 2 nhiệm vụ như sau: 1. Nhận lệnh từ Thánh Chúa quốc gia. 2. Phân công Thánh Thừa Hành làm việc. 4. Nhiệm vụ của Thánh Thừa Hành của mỗi quốc gia thì có 3 nhiệm vụ: 1. Làm theo sự phân công của Thánh Vùng. 2. Nhập tượng hay hình thờ mà chủ cơ sở thỉnh nhập vào để làm chuyện linh thiêng và quyền bí. 3. Đến đời Mạt Thượng Pháp, khi quyển quyền ký của một vị Phật được công bố ra, làm hoa tiêu giả để gạn lọc những chung ấm thân mang công đức trở về Phật giới, mà còn nghe lời ngon ngọt của loài thánh ở nơi trái đất này. Sau đây là nhiệm vụ của loài súc sanh. Loài súc sanh thì có 2 nhiệm vụ: 1. Là làm thức ăn cho muôn loài. 2. Là trả nhân quả khi làm người mang nghiệp sát hại súc sanh. Còn nhiệm vụ của loài địa ngục thì có 4 trường hợp như sau: 1. Gây trọng tội. 2. Đạo của Như Lai có 6 pháp môn tu thật rõ ràng, thực tế và khoa học. Làm thầy không chịu học để dạy người khác mà nói chuyện mê tín dị đoan. 3. 5 pháp môn tu có chứng có đắc ở thế giới và tam giới này mà nói là giải thoát. 4. Như Lai dạy pháp môn thứ 6 là giác ngộ và giải thoát. Môn đồ của Như Lai không chịu học mà học những chuyện khác để kiếm tiền. 4 phần nói trên dẫn người tu vào địa ngục sống. Nhiệm vụ của loài thực vật thì có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là làm thức ăn cho muôn loài. Thứ hai là trả nhân quả khi làm người mang nghiệp lừa gạt. Nghiệp lừa gạt thì có 3 trường hợp như sau: không phải là tổ sư thiền mà tự xưng mình là tổ sư thiền. Thứ hai, không phải là thiền sư mà tự xưng mình là thiền sư. Thứ ba, không phải là giảng sư tự xưng mình là giảng sư. Đi đây đi đó giảng đạo, mục đích cũng vì danh và tiền, nên sau khi chết làm loài thực vật để trả nghiệp vì hám danh và mê tiền vậy. Đây là quy luật bất di bất dịch trên thế giới này. Như Lai cũng nói cho các môn đồ rõ: muốn biết môn đồ nào sau khi chết vào làm loài thực vật sống thì phải biết 2 phần như sau. Thứ nhất, trước khi chết mà còn ham tiền, tổ chức đủ thứ để kiếm tiền. Thứ hai, trước khi chết sống đời thực vật một thời gian dài để thích nghi với loài thực vật. Sau đây là công bố trình phần tinh hoa thứ 4. Nguyên do gì có nhân quả và luân hồi? Đức Phật dạy: trên trái đất này có một lớp đất nhân quả, vì vậy loài người và vạn vật sống trên trái đất này đều phải sống theo nhân quả của trái đất. Đây là quy luật của trái đất này. Trái đất này luân chuyển theo sự cuốn hút của điện từ âm dương, quay xung quanh mặt trời 365 ngày trở lại chỗ cũ, nên gọi là luân hồi. Phần tinh hoa thứ 5. Trái đất hình thành và tuổi thọ như sau. Đức Phật dạy: ban bệ trời tứ thiên vương thực hiện 8 công đoạn như sau. Công đoạn 1, điều khiển hành tinh điện từ âm dương chui vào lỗ đen vũ trụ,
cho quay đạt chuẩn sức hút vật lý của đạn từ âm dương. Thứ hai, công đoạn 2, điều khiển hành tinh lửa chui vào lỗ đen vũ trụ cho quay đạt chuẩn sức hút vật lý âm dương. Công đoạn thứ ba, điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt chui vào lỗ đen vũ trụ, bao phủ bề mặt hành tinh lửa cho quay đạt chuẩn sức hút của vật lý âm dương. Công đoạn thứ tư, điều khiển hành tinh đất nhân quả chui vào lỗ đen vũ trụ, bao phủ trên bề mặt của đất chịu nhiệt, cho quay đạt chuẩn sức hút của vật lý âm dương. Công đoạn thứ năm, điều khiển hành tinh đá tổng hợp chui vào lỗ đen vũ trụ, bao phủ bề mặt hành tinh đất nhân quả, cho quay đạt chuẩn sức hút vật lý âm dương. Công đoạn 6, điều khiển hành tinh muối chui vào lỗ đen vũ trụ, bao phủ bề mặt đất nhân quả, cho quay đạt chuẩn sức hút vật lý âm dương. Công đoạn 7, điều khiển hành tinh nước chui vào lỗ đen vũ trụ, đổ đều trên các bề mặt đất nhân quả, cho quay đạt chuẩn sức hút vật lý âm dương. Công đoạn 8, điều khiển hành tinh ozone chui vào lỗ đen vũ trụ, cho bao phủ cách mặt đất nhân quả này 1.000 km để che bức xạ mặt trời. Khi che chắn đạt chuẩn ngăn bức xạ mặt trời, thì ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh bát đại này ra ngoài lỗ đen vũ trụ, vào đúng vòng quay của bầu hoàng đạo 1, đến gần bên hành tinh sắp bị tan rã, cho quay theo bầu hoàng đạo 1 này. Khi nào tạo được gió mùa và mưa vật lý cũng là lúc hành tinh kế bên bị loài người đánh nhau phá bỏ. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương điều khiển những mảnh vỡ của hành tinh này chuyển nhanh sang hành tinh mới, trong đó có thực vật và động vật còn sống. Những người có phi thuyền hoặc đĩa bay bay sang hành tinh mới này làm thủy tổ loài người. Trung bình trái đất được hình thành là 10 triệu năm, tuổi thọ trái đất là 10 tỷ năm. Phần tinh hoa thứ 6, thân và tánh người hình thành. Đức Phật dạy, thân và tánh người hình thành có 3 công đoạn. 1. Tinh cha nõn mẹ cuốn hút với nhau, tạo thành sức hút vật lý âm dương, đúng 9 tháng 10 ngày, thành thân và thân người. 2. Vị thần thừa hành đẩy tánh Phật hay chung ấm thân vào tinh cha nõn mẹ để làm sự sống. 3. Điện từ âm dương cuốn hút tinh cha nõn mẹ, quay đạt chuẩn cuốn hút vật lý, phát sanh ra tánh người. Phần tinh hoa 7. Đức Phật lập ra đạo để dạy con người biết 2 phần. Thứ nhất, tất cả các đạo lập ra duy nhất chỉ có 1 pháp môn, cốt yếu là vãng sanh lên các cõi trời hưởng phước. 2. Đạo Phật có 4 phần. 1 là ngồi thiền hay dụng công tu hành có chứng có đắc nơi tam giới hay trái đất này để hưởng theo sự ham muốn của người tu. 2 là giải thoát, tức hiểu biết thật rõ ràng về con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, nhân quả luân hồi, v.v. Thứ 3 là giải thoát, tức học và hành đúng công thức để thoát ra ngoài sức hút vật lý của điện từ âm dương, của trái đất và tam giới để trở về Phật giới. 4 là biết được linh thiêng là do loài nào làm ra. Phần tinh hoa 8. Trong đạo Phật có 6 pháp môn tu, pháp môn nào cũng có giáo lý cả. 5 pháp môn tu vật lý thì có giáo lý hữu tự. Còn riêng pháp môn đạo Phật Thiền Tông thì có kinh vô tự. Lý do gì Đức Phật viết ra giáo lý đạo Phật Thiền Tông bằng kinh vô tự? Xin kính thưa, vì quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông này có 2 phần rất quan trọng. 1 là nói ra sự thật 100% những gì có mặt trên trái đất hay trong tam giới này. 2 là chuẩn hóa lại tất cả những gì mà loài người hiểu và hành sai. Không để lời của Đức Phật đến đời Mạt Thực Pháp hiểu sai, nên Đức Phật phải viết bằng chữ viết của người sống vào thời kỳ nguyên tử. Chính người thời kỳ nguyên tử tự lấy ra và lời dạy của Đức Phật mới không bị sai. Đức Phật dạy, quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông học này cực kỳ quan trọng, không phải ai cũng xuất bản được, mà cơ quan hay người nào có đủ tâm, tài, lực thì mới xuất bản được mà thôi. Như Lai có dạy về tâm, tài, lực. 1. Tâm.
Ai hỏi về pháp môn đạo Phật Thiền Tông đều phải trả lời thông suốt. Hai, tài. Phần tài này có hai phần. Một là phải có tài xin phép xuất bản, xin nhà xuất bản tôn giáo cấp phép cho xuất bản giáo lý đạo Phật Thiền Tông này. Hai là phải có tài chánh in cấp phát cho nhân dân Việt Nam, mỗi người trưởng thành một quyển. Ba là về lực, cũng có ba phần. Một là phải có sức lực mang quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông này cấp phát cho mỗi người dân Việt Nam, mỗi người một quyển. Hai là phải có sức lực chịu đựng nổi sự công kích của người khác. Ba là phải chịu trách nhiệm về quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông này. Kính thưa quý vị, trên đây là tiêu chuẩn của một người có tâm, tài, lực. Nếu vị nào có đủ các phần nói trên, xin liên hệ ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi ký hợp đồng. Có sự chứng kiến của chính quyền và ban tôn giáo chính phủ, thì ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi sẽ giao quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Nếu sau 3 năm mà không có vị nào đến nhận, thì ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không còn nói đến quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông này nữa. Kính thưa các quý vị, các nhà khoa học, nhà vật lý và những người trí thức cao cho đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa hôm nay. Hôm nay nhân dịp chùa Thiền Tông Tân Diệu được Liên hiệp các hội UNESCO kết nạp làm thành viên, cũng như Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng kỷ niệm chương, bằng khen và các thứ khác, tôi xin thay mặt ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn.